Thưa quý vị, có lẽ trong kỳ nghỉ lễ lần này, không ít người dân lựa chọn những địa điểm mang dấu ấn lịch sử là điểm dừng chân tham quan. Và một trong những điểm đến lý tưởng được nhiều người lựa chọn phải kể đến quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ sáng sớm, từng đoàn xe nối nhau dài hàng trăm mét, nhiều tầng lớp nhân dân từ hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh các trường trong và ngoài tỉnh xếp hàng ngay ngắn, dâng những bó hoa tươi thắm tưởng nhớ đến người. Trong dòng người vào thăm quê bác, một cụ ông ngoài 80 có dáng đi hơi còng, trên ngực cụ đeo nhiều huân huy chương, được con trai dẫn đi cùng đoàn với hội cựu chiến binh xã đến thăm quê ngoại và quê nội bác Hồ. Cụ Phạm Hồng Thắm, 88 tuổi, cựu chiến binh quê Hải Phòng, xúc động chia sẻ: người lính chúng tôi từng vào sinh ra tử, dưới ngọn cờ của đảng, lời hiệu triệu của bác nên càng nhớ bác nhiều hơn. Suốt quá trình chiến đấu ở các chiến trường, bị địch bắt giam và đầy ải ở nhà tù Phú Quốc, lời dặn dò của bác là kim chỉ nam để chúng tôi sống, chiến đấu. Hòa bình lập lại, đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm quê người, cảm thấy xúc động vô cùng khi nhìn thấy những hiện vật đơn sơ, giản dị và nghe những câu chuyện về bác. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, hai lần vinh dự được gặp bác tại Hà Nội và Quảng Ninh. Ở tuổi 88, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, đó là vào thăm quê Bác Hồ, thăm mộ Bác Giáp. Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách của bác để giữ gìn non sông đất nước mái vững bền, xứng đáng với sự hy sinh sương máu của cha ông. Em Phan Nam Trường Học sinh lớp 5A, trường tiểu học Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên cháu được thăm quê bác. Nhìn thấy mái nhà tranh với nhiều đồ vật rất đơn sơ, giản dị, cháu càng yêu quý và tự hào về bác hơn. Cháu tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao vô cùng to lớn của bác Hồ." Cô Trần Thị Mỹ Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết: Nhà trường thường xuyên tổ chức ngoại khóa thực tế cho các học sinh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trường đưa giáo viên và hơn 200 học sinh đi tham quan quê bác. Với mục đích để các em biết được quê hương nơi sinh ra bác Hồ, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các em. Để phục vụ du khách tham quan, ban quản lý khu di tích Kim Liên đã phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy ở các điểm khu di tích. Khu di tích Kim Liên cũng đã bố trí 100% quân số, cán bộ, công nhân viên trực, đảm bảo phục vụ khách tham quan tốt nhất. Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Lịch Quốc gia, đặc biệt Kim Liên cho biết, sau hơn 2 năm dịch Covid-19, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên nhận định lượng khách rất đông. Bên cạnh đảm bảo 100% quân số phục vụ để du khách có thêm trải nghiệm, dịp này khu di tích cũng tổ chức các chuyên đề triển lãm về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh chủ tịch hồ chí minh với di sản văn hóa việt nam những tấm gương bình dị và cao quý ngoài ra để nâng cao chất lượng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng được đơn vị chú ý đào tạo bồi dưỡng năm nay bên cạnh hướng dẫn viên thuyết minh tiếng anh tiếng pháp đơn vị đưa thêm hướng dẫn viên thuyết minh tiếng lào phục vụ khách tham quan thưa quý vị đến với nơi đây chúng ta không chỉ được chìm đắm trong phong cảnh làng quê mộc mạc đơn sơ nhưng không kém phần trang nghiêm mà sâu trong thâm tâm mỗi người còn sẽ cảm nhận được những vất vả hy sinh của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại thông qua những câu chuyện lịch sử về bác để thêm thắm đượm lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình để bảo vệ bình yên cho người dân đất nước